Đây là dòng bi băng đa BN nha các bạn. Thì mình sẽ làm cái test kéo giãn dòng này, dòng loại 5 m. Cái chất liệu ở đây anh em có thể thấy là rất là chắc chắn, co giãn không phải co giãn mà nó quá mềm mà nó dễ bị buông như là các cái loại dòng thông thường đó. Thì dòng băng đai quấn tay BN này nó có hai loại là 3 m và 5 m, thì nó đang được ưa chuộng ở trong các cái phòng tập gym và câu lạc bộ ở cái dòng giá tầm trung, hoặc là các bạn mới sử dụng thì nên sử dụng những dòng này vì giá cả rất là tốt.